Xin chào toàn thể anh em, chào mừng các bác và anh em đã đến với kênh Hoàng Phúc BG. Ngày hôm nay trong video clip ngắn này, shop em cũng xin phép giới thiệu đến anh em về hai cái dòng loa thiết kế nhỏ gọn nhất phục vụ cho anh em đánh khuyên, đánh di, đánh sẻ trong cái năm 2023 này. Và trước khi vào phần giới thiệu thì em cũng xin nhắc lại đến các bác và anh em về cái phương thức thanh toán giao dịch của cơ sở bên shop. Bên em sẽ đóng hàng và gửi hàng ship code COD theo đường vận chuyển. Các bác và anh em nhận hàng, anh em được quyền kiểm tra hàng trước khi anh em thanh toán. Và sản phẩm của bên cơ sở em sẽ đều bảo hành cho anh em trong vòng 1 tháng sử dụng anh em nhé. Đấy, 1 tháng đầu tiên sử dụng. Đấy, và chi tiết về hai dòng loa này thì em cũng đã để sẵn đây một số những cái dòng loa. Đấy, dòng loa E76 và dòng loa WS998. Đấy, và bây giờ thì em cũng sẽ không làm mất thời gian của anh em. Em sẽ mở ra luôn anh em nhé. Vui hộp luôn cho anh em này. Đây là cái dòng loa E76 anh em nhé. Dòng E76, một trong những cái dòng loa thiết kế nhỏ gọn nhất được các bác và anh em đánh khuyên, đánh di, đánh về cái dòng E76 này thì các bác và anh em sử dụng rất là ưa thích sử dụng để bẫy sẻ, bẫy khuyên hoặc là anh em bẫy di. Cái dòng này thì nó nhẹ nhỏ gọn, đấy, nó rất phù hợp cho anh em gác xào. Đấy, và cái dòng loa này này, anh em có thể thấy này, cái bát loa bên trong của nó âm check nó ra rất là ok anh em nhé. Âm check ra rất là ok. Đấy thì dòng này ở cái phiên bản năm nay nó đã được tích hợp thêm cả tính năng Bluetooth nữa. Đấy, rất là ok cho anh em. Đấy, thêm tính năng nhưng giá thành thậm chí rẻ hơn so với những năm trước. Đấy, phụ kiện thì của nó đây, gồm có túi đựng loa đây anh em nhé, túi đựng loa hàng xịn đây anh em nhé, loại xịn hai lớp, bên trong trắng nhựa, bên ngoài là mọi vỏ giống gì, lưới thiết kế lưới kép cho anh em đó. Và đây là cái phần sạc của nó đây anh em nhé, sạc zin của nó đây đó, sạc 10,35V anh em nhé. Anh em nào mà quan sát mắt tinh anh em có thể thấy được đó, đúng không ạ, 10,35V. Cái dòng sạc này thì nó sử dụng được cho cả những cái dòng như là 898, 998, 388, Q01 đều xài được anh em nhé. Đấy, còn đây là cái điều khiển của nó đây anh em nhé. Đấy, đây là cái điều khiển của nó đây. Về cái dòng E76 này anh em có thể thấy nhé, thứ nhất là về cái dung lượng của nó thì nó sẽ phục vụ cho anh em đánh dao động khoảng tầm 6 đến 7 tiếng đấy, liên tục. Đấy, và cái dòng loa này thì nó có cái tính năng là thu phát điều khiển từ xa, dao động là từ 100 đến 150m anh em nhé. Ở trong cái bán kính đấy anh em vẫn có thể là điều khiển rất là ngon lành. Đấy, và đi kèm thì nó sẽ không có pin điều khiển anh em ạ. Cái dòng này thì nó chỉ có duy nhất một quả pin thôi. Đấy, duy nhất là có một quả pin điều khiển đi kèm theo điều khiển thôi. Đấy, nhưng mà bên em sẽ tặng cho anh em thêm một quả pin nữa. Đấy, nếu các bác và anh em đặt loa của bên shop. Đấy, và nếu anh em nào đặt thêm pin thì cái dòng pin điều khiển ấy, giá thành nó rất rẻ, nó chỉ có 8.000 một quả thôi anh em nhé. Rất là rẻ cho anh em. Anh em có thể đặt 4-5 quả hoặc anh em đặt cả vỉ cũng được. Đấy, vỉ pin điều khiển đây anh em nhé. Anh em có thể thấy này. Đó, em sẽ lấy cho anh em vài vỉ đây. Đây là cái mẫu pin điều khiển đây. Anh em nào mà cần đặt thêm thì anh em hãy liên hệ trực tiếp bên shop. Đấy, còn về cái dòng E76 này. Đấy, nó sẽ có thêm cái tính năng Bluetooth anh em nhé. Khi mà anh em bật loa lên này, nó sẽ có thêm tính năng Bluetooth. Anh em chỉ việc là anh em ấn này. Anh em ấn nút đầu tiên này. Đó là nó sẽ chuyển sang AUX này. Anh em ấn lần nữa này. Đó, anh em chuyển sang cái chế độ Bluetooth đây anh em nhé. Đấy, và sau đó anh em có thể là sử dụng trực tiếp bằng cái điện thoại này, anh em kết hợp luôn, anh em có thể là anh em sử dụng luôn nhé, rất là ok luôn cho anh em đấy. Tính năng này là một cái tính năng phổ biến ở trên những cái dòng loa trước đây, thì những cái dòng như là 898, 998 thì có từ đầu, nhưng mà sau này mình có đây anh em có thể thấy này, hiện ra luôn ZS N76 đây, anh em kết nối này. Sau khi anh em kết nối rồi thì cái con màn hình này này, cái con loa nó sẽ không có nháy lên nữa anh em nhé. Đấy, còn ở trong cái điện thoại thì nó vẫn có hiệu ứng nháy. Đấy là do cái hiệu ứng là quay anh em nhé, thiết bị máy quay. Đấy, và sau đó anh em có thể là anh em đánh sẻ thì anh em có thể là anh em bấm này, tiếng này.
tiếng sẻ này. Đó, mới nhất đúng không ạ? Anh em có thể là anh em quay đấy, ví dụ anh em cần tiếng nào, ví dụ như chẳng hạn tiếng này đi. Đấy, đây là cái tiếng sẻ mới nhất của Hoàng Phúc BG đây anh em nhé. Đấy, hiện tại nó đang ăn đề xuất đây. Tăng giảm âm lượng ở đây nhé anh em nhé. Đấy, tăng giảm này. Đó, âm thanh rất là ok. Đấy, anh em có thể đánh chấm kéo lên. Đó. Đó. Đây rồi. Rồi ok anh em. Đấy, và cái dòng này thì nó rất là phù hợp cho anh em, đặc biệt những anh em mới chơi hay là những anh em độ check, anh em đánh kinh tế. Đấy, đều rất là thích sử dụng cái dòng này. Dòng E76 đã có tích hợp Bluetooth anh em nhé. Đấy, còn đây là cái dòng US998 này. Đấy, anh em có thể thấy này, ngoại hình của nó rất là đẹp anh em nhé. Một trong những cái dòng loa giá rẻ mà được thiết kế với cái phần ngoại hình cực kỳ là ok. Tính năng thì tương đương với con 898, phù hợp cho anh em đánh chim cảnh như là khuyên, cu gáy, anh em đánh họa mi, trào màu, khứu. Đấy, anh em sử dụng cái dòng này rất là ok cho anh em, gọn nhẹ, dễ sử dụng. Dòng loa này thì giá thành của nó chỉ có hơn 400.000 thôi anh em nhé. Hơn 400.000 thôi. Đấy, phụ kiện cho anh em rất là đầy đủ này. Đấy, điều khiển này, sạc loa này. Đấy, và đi kèm thì nó sẽ gồm có 2 quả pin điều khiển anh em nhé. Đó, đi kèm là nó sẽ gồm có 3 quả pin điều khiển đây. Đó, và nếu anh em mà đặt thêm, đấy, ví dụ anh em mà sợ là đánh 1 năm, đấy, anh em có thể là tiện chuyến anh em có thể đặt thêm một vỉ như thế này anh em nhé. Bình thường thì 3 quả pin này là đánh là anh em có thể đánh được khoảng tầm 8-9 tháng mới hết pin được. Còn nếu anh em mà mua thêm một vỉ này, anh em có thể là để đâu đó là tầm 2 năm anh em mới đánh, mới dùng hết được. Đấy. Đây là cái dòng US998. Tính năng thì nó cũng sẽ tương tự như con 898 thôi anh em nhé. Tính năng không khác gì con 898. Khi bật loa lên thì nó cũng ở chế độ bullshit. Đấy, và con này thì cũng với cái dung lượng pin là 2000 thì anh em cũng có thể đánh được khoảng tầm từ 6 đến 8 tiếng liên tục anh em nhé. Đấy, thiết kế màu dàn gì như thế này. Đấy, và tất cả những cái dòng loa của bên shop này, thứ nhất là đều bảo hành cho anh em trong vòng 1 tháng sử dụng. Đấy, và điều thứ hai nữa là bên cơ sở em hỗ trợ sửa chữa loa. Đấy, và sẽ có những cái phần trăm ưu đãi nhất cho các bác và anh em. Nếu trường hợp anh em mua loa của bên shop, anh em sửa loa bên shop thì anh em yên tâm về dịch vụ của bên shop đi. Đấy, bởi vì bên cơ sở em là một đơn vị rất là uy tín. Đấy, những anh em nào có thể là thắc mắc, anh em có thể là lên những trang mạng như là trang mạng Facebook, anh em gõ chữ Hoàng Phúc BG, đấy, gõ cái phần tìm kiếm là Hoàng Phúc BG. Đấy, thì anh em có thể biết được đấy, về cái độ uy tín của em như thế nào anh em nhé. Trong cái video này thì em cũng xin báo giá luôn cho anh em đấy, về cái dòng loa E76 này, hiện tại giá bên cơ sở shop đang bán là 400.000 bao ship kèm theo thẻ nhớ anh em nhé, tặng kèm là theo cả thẻ luôn anh em nhé. Đấy, còn về cái dòng US998 như thế này đấy, thì dòng này hiện tại giá của nó đang là 450.000 anh em nhé. 450.000 bao ship kèm theo thẻ nhớ, anh em không lấy thẻ bớt 50.000. cái dòng này thì nó chỉ có 350 thôi anh em nhé, 350 không thẻ và anh em lấy thẻ là 400. Phụ kiện sẽ đầy đủ cho anh em. Đấy, riêng về dòng E76 này thì bên cơ sở sẽ tặng kèm thêm một pin nữa. Đấy, bởi vì là bên trong phụ kiện nhà sản xuất nó chỉ có duy nhất một quả pin thôi. Đấy, rất là ít cho anh em. Thì bên cơ sở sẽ tặng kèm cho anh em. Đấy, còn dòng loa này thì giá cả của nó là limit rồi anh em nhé. Đấy, thì các bác và anh em nào có nhu cầu, các bác và anh em vui lòng liên hệ trực tiếp bên shop các bác nhé. Cảm ơn các bác và anh em đã theo dõi hết video clip này. Xin chào và hẹn gặp lại.